Ok, và hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Vua Rồng. Ta-da, yeah. Ok. Ok anh em ơi, thì hôm nay mình vẫn tiếp tục giữ lời hứa ra 2 clip một ngày cho các bạn xem đây. Thì hôm nay mình ra clip hơi trễ xíu, mong các bạn thông cảm cho mình nha. Bởi vì là mình ngủ dậy trễ cho nên mình ra clip hơi trễ xíu. Nhưng mà không sao, mình vẫn ra 2 clip một ngày đây. Đó. Thì trước khi vào video này, các bạn đừng quên là để lại cho mình một like, một share và nhấn vào nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình cùng với các thành viên của Hero Team đó nha. Giúp cho mình mau mau đạt được 1 triệu subscribe nha các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào video nào, let's go. Thì đây là một cái hang động mà trong lúc mà mình không quay các bạn thì mình đã đào ra được nó để mình đi mai. Thì từ nãy giờ mình cũng đi mai khá là nhiều rồi và mình đã mai được rất là nhiều đồ luôn các bạn ơi. Quá trời đá nè, với lại vàng và sắt luôn. Vàng và sắt thì ở trong cái hầm mỏ bí mật này có rất là nhiều. Chúng ta sẽ sử dụng để gọi là mai này chúng ta sẽ chế tạo lúp kịp lóc mấy bạn ơi. Đó, bởi vì ở trong đây có lúp kịp lóc mà. Ôi, ôi có một con skeleton kìa. Ồ, để mình bắn đó. Mày hết skeleton. Chết đi. Ok. Ui, nó lại gần mình. Rồi, ok, mình đã giết nó rồi. Để xem coi, bên này thì mình chưa đi khám phá, để mình đi qua mình xem thử nha. Ồ, ui có sắt nè. Nhưng mà thôi để từ từ lấy, sắt mình có nhiều lắm rồi. Ui, ở chỗ này nó có một cái đá đỏ nè. Rồi để mình lấy đá đỏ. Đá đỏ cũng rất là cần để chế lúc kịp lóc. Lấy thôi. Ui! Trời ơi, con gì quá, kìa kìa mấy bạn ơi, con gì kìa. Ui, ui, con gì thế. Trời ơi, nó tấn công mình. Mày hả mày. Oh my god. Đó là con quái vật gì vậy mấy bạn. Oh, mình giết nó rơi ra kim cương nè. Oh, quái vật gì kinh khủng quá vậy. Oh my god. Trời là trời. Mình xém nó bị nó giết rồi mấy bạn ơi. Cũng may là mình có vũ khí mạnh đó. Oh, thôi đào tiếp vậy. Mình đang cố gắng để mai để kiếm thật là nhiều lúc kịp lóc mấy bạn ơi. Nhưng mà mình nghĩ rằng là thôi nguy hiểm quá. Bây giờ là mình kiếm được khá nhiều rồi, chúng ta không nên tham lam quá. Chúng ta từ từ hãy mai tiếp. Bây giờ mình sẽ lên mình cho mấy bạn xem một thứ này nha. Ok, mình đã lên tới nơi đây. Bây giờ mình sẽ uống miếng nước đã. Khát nước quá. Ok, uống miếng nước. Trời ơi, sao mà mình quăng nến xuống đây hoài vậy. À, đây, như tập trước thì những bạn nào mà đã xem rồi đó thì mấy bạn cũng đã biết rằng là mình vừa gọi là ấp nở được thành công một bé rồng nước các bạn ơi. Thì đây chính là con rồng nước của mình nè. Đó, rất là dễ thương luôn. Và mình đã thuần phục em nó và mình cưỡi được rồi các bạn ơi. Mấy bạn xem nè. Bay lên. Quá đỉnh luôn. Trời ơi, bạn thấy đẹp không? Đó, cái cánh của bé rồng nước này siêu đẹp luôn. Wow, nhìn mình ngầu quá các bạn. Quá ngầu luôn đúng không? Rồi ok, để mình đi xuống nào. Trong tập trước á, mình cũng đã đập một quả lúc kịp lóc. Thì bạn nào xem thì mấy bạn cũng đã biết rằng là mình đã kiếm được thêm một quả trứng rồng nữa. Đây là quả trứng rồng Ender các bạn ơi. Thì có rất là nhiều bạn bảo mình là: anh ơi, tại sao anh lại đổi thành rồng nước làm gì? Rồng Ender nó mạnh hơn rồng nước đó anh. Cho nên là ok, rồi bây giờ mình sẽ ấp trứng rồng Ender nha. Rồi, mà rồng Ender ấp thì thường là không được để gần nước, không thôi nó sẽ bị biến thành rồng nước luôn. Bây giờ mình sẽ ấp trứng rồng Ender ở trên nóc nhà đi. Cũng hợp lý nha. Mình sẽ ấp trứng rồng Ender trên nóc nhà. Rồi, để mình xem coi. Bây giờ mình sẽ làm cho mình một cái cầu thang để mình leo lên. Đặt lên đây. Rồi xong mình leo lên nha. Rồi bây giờ mình sẽ ấp quả trứng rồng Ender của mình ở trên nóc nhà nha các bạn. Để tránh cho nó không bị biến thành những con rồng khác. Và chúng ta sẽ có được con rồng Ender. Mình sẽ ấp ra đây đi. Rồi. Bây giờ thì quả trứng rồng của mình đang được ấp mấy bạn ơi. Và mình nghĩ rằng là sắp tới nó sẽ nở ra một bé rồng Ender cực kỳ là cute phô mai que luôn à. Bây giờ mình sẽ để nó ở đây nha các bạn. Còn trong lúc gọi là chờ nó nở thì chúng ta sẽ đi xuống bên dưới gọi là làm một số công việc nhé. Ok. Ui, trời mưa mất tiêu rồi. Oh my god, trời mưa như vậy không biết có ảnh hưởng gì không ta. Ê mấy bạn ơi, trời mưa có làm cho con rồng của mình biến thành rồng nước không vậy? Tại mình thấy nó có nước nè. Chắc không sao đâu ha. Thôi kệ, để nó đây đi. Bây giờ là mình sẽ chế tạo cho mình những cái lò nướng. Mình đang nhà mình đang thiếu lò nướng rất là nhiều luôn. Giờ mình sẽ chế tạo. Trong đây hình như cũng có cái nè. Rồi, đặt ra. Đó. Bây giờ mình sẽ nướng hết mấy cái sắt, mấy cái vàng này. Mình vừa nghĩ ra được là hôm nay chúng ta sẽ làm gì rồi các bạn ơi. Bỏ vào đây.
Hôm nay mình sẽ nung hết đống vàng này luôn các bạn ơi. Mấy bạn biết là hôm nay chúng ta sẽ làm gì chưa nào? Đó, thì hôm nay mình nung vàng lên để chúng ta làm Lucky Block mấy bạn ơi. Bởi vì mình đang nghĩ trong đầu rằng là chúng ta phải chế tạo thật là nhiều Lucky Block. Biết đâu chúng ta được thêm vũ khí mạnh nè, biết đâu chúng ta còn được thêm trứng rồng nữa là sao? Quá đã luôn đúng không? Đó, thì bây giờ mình sẽ nung hết đống vàng này lên và chúng ta cùng nhau chế tạo Lucky Block nha mấy bạn. Ok. 1 hour later. À, vàng đã nung xong hết rồi mấy bạn ơi. À, có vàng rồi, có vàng rồi. Rè, yeah, để xem coi. 50 với 64 có nghĩa là chúng ta đã được 114 cục vàng rồi. Trời ơi, quá nhiều luôn. Rồi, để mình chế tạo thêm cho mình gọi là những cái máy thả nha. Sau đó chúng ta sẽ chế tạo Lucky Block nha các bạn. Đó, để đá vào, sau đó để đá đỏ vào. Chúng ta sẽ được làm mấy cái máy thả nè. Rồi, máy thả bỏ vào đây, sau đó để Lucky Block xung quanh. Đó, chúng ta sẽ được Lucky Block mấy bạn ơi. Đó, xịn chưa, xịn chưa. Rồi, được 14 Lucky Block rồi nè. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đập Lucky Block nha các bạn. Nhưng mà đập Lucky Block thì mình nghĩ rằng là chúng ta phải đi xa xa nhà xíu. Đập gần nhà lỡ ra quái vật nó nổ cái banh nhà luôn sao, đúng không? Cho nên là phải đi xa 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 ra. À, mình có mang theo ít thịt nữa nè, để ăn cái nè. Đó, thịt này là để gọi là khi chúng ta hết máu chúng ta sẽ ăn, chúng ta sẽ được hồi máu, đó. Rồi, để mình đi ra xa xa xíu nha. Xa gì được chưa ta? Ờ, chắc đến chỗ này được rồi nè. Rồi, mình sẽ đập Lucky Block chỗ này nha. Đó, đập này ra. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ đập Lucky Block đầu tiên. Đó, đập ra. Búp. Trời ơi, được một đống hoa luôn. Đưa hoa tôi làm gì? Tôi có phải con gái đâu mà thích hoa. Trời là trời, tự nhiên đưa gì không đưa hoa. Tôi phải con gái đâu. Ok. Cái này là một bầy thỏ. Ôi trời ơi, thỏ để làm gì trời? Mình cũng đâu thích thỏ đâu. Đó, đập ra tiếp. Ơi, cái gì mà xui xẻo quá vậy? Được mấy cái đồ bằng gỗ. Sao xui quá vậy trời. Lại coi. Ui. Ui. Mình được thưởng thêm Lucky Block mấy bạn ơi. À, sướng sướng sướng. Đào 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 mấy cục vàng đem về. Đào mấy cục vàng đem về. Trời ơi, mấy cái vàng này là đem về được đó nha. Xịn quá xịn quá. Trời ơi. Sướng sướng sướng. Vậy là mình có thêm vàng để mình làm Lucky Block rồi. Quá đỉnh luôn. Ok. Đúng. Rồi. Trong đây bây giờ là còn gọi là 4 cái Lucky Block nè. Để đập ra nha. Một cái. Ui, kinh nghiệm. Wow, quá trời kinh nghiệm luôn. Ha, có kinh nghiệm để gọi là nâng cấp rồi. À, quá trời kinh nghiệm luôn. Quá đã. Ok. Rồi để mình nâng cấp luôn nha. Để xem coi bây giờ chúng ta sẽ nâng cái này lên nữa nè. Rồi. Nâng cái magic lên luôn. Ok. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đập tiếp nha các bạn. Đập cái này nè. À! Đập cái này nè. À! TNT! À! Chạy. Rồi xong. Rồi xong. Nó nổ banh đùng, nó nổ luôn hết cái khu này á bạn ơi. Ồ, may quá Lucky Block của mình không sao. Lucky Block vẫn còn an toàn. May quá. Ok, đập ra. Hey. Kim cương. À, được thêm kim cương nè. 21 viên kim cương. Rồi tiếp nào. Búp. Một cục sắt. Yeah, được một cục sắt nữa, đem về luôn. Như vậy cũng là may mắn rồi các bạn ơi. Cũng bù lại từ nãy giờ mình vứt rất là nhiều đồ rồi. Đó, rồi ok. Lụm lại cục sắt này. Rồi ok. Rồi đập tiếp nào. Nhiều cỏ quá, để đập hết đám cỏ này ra coi. Rồi ok. Rồi đập tiếp. Búp. Ui, chết tôi rồi. Rồi xong luôn các bạn ơi. Mình bị nhốt ở trong cái này rồi, mình sẽ bị ngạt thở đến chết mất. Thôi xong rồi. Mình phải làm gì đó thôi. Đặt cái này vào đây xong. Đắp cái đuốc vào. Đó, thế là xong. Mình đã phá hủy được nước. Vậy là nước sẽ không làm cho mình gọi là bị ngạt thở được nữa. Ê, nhưng mà khoan đã. Tính ra là bây giờ mình bị nhốt trong đây là làm sao mình ra được. Mình đang sử dụng bằng cúp sắt mà làm sao mình đập được. Trời là trời. Ôi thôi xong rồi, bây giờ phải đập bằng cúp sắt thôi. Trời ơi là trời. Lâu ơi là lâu luôn á. 2 hours later. Hơi, mình đập từ nãy giờ mình không thấy được rằng là liệu nó có nứt ra được miếng nào không các bạn ơi. Mình không thấy được cái vết nứt của nó luôn á. Không biết nó có bể được không ta. Trời là trời. Đập bằng cúp sắt lâu quá à. Trời ơi. 6 hours later. Trời ơi mấy bạn ơi. Mình đào đến nỗi mà đến lúc trời mưa luôn rồi mà nó vẫn chưa bể. Trời ơi lâu quá vậy trời. Nhanh lên cho tôi còn đập Lucky Block. Trời ơi. À, cuối cùng cũng ra được rồi.
Ta đã thành công rồi. Trời ơi, mừng quá các bạn ơi. Cuối cùng cũng thoát ra được rồi. Mừng ơi là mừng luôn á. Thôi về nhà ngủ cái đi cho hết mưa đi rồi ra đập tiếp. Trời ơi là trời. Ta đã quay trở lại rồi đây. Trời ơi là trời, đập có cái lúc cái gì ta? Đập có cái lúc kịp lắp thôi mà bây giờ bị nhốt vô cái hắc điện thạch này xong đập sắp mặt nồi luôn. Mới ra ngoài được. Mệt ơi là mệt luôn trời. Thôi thôi kệ, nói chung mình cũng ra được rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau gọi là đập tiếp nha. Đập nè. Búp. Wow. Baby Phong Cận. Oh, mấy bạn ơi, đây là con của mình nè. Oh my god. Đập nó ra luôn. Rồi lấy luôn cái đầu của nó luôn. Để mình lấy cái đầu nó. Lấy cái đầu nè. Rồi ok. Lấy luôn cái giá treo đồ. Lấy cái giá treo đồ luôn. Rồi ok. Đập tiếp nào. Búp. Một đống bí ngô. Thôi chưa cần. Rồi ok, đập tiếp. Búp. Ồ, cái này là cái giếng thần mấy bạn ơi. Đó, thì khi chúng ta thả xuống đây một đồng xu hoặc là một cái gì đó thì nó sẽ cho chúng ta được là một điều may mắn hoặc là một điều xui xẻo. À ok ok, được rồi, để mình thả xuống thử nha. À, mình sẽ quăng thử xuống cục đá đi. Quăng. Ôi, kim cương. Yeah, mình đã được kim cương các bạn ơi. Và vàng nữa nè, nhiều đá quý ghê luôn á. Ô, dồi ôi, xịn, quá trời đồ xịn luôn. Trời ơi là trời. May mắn mấy bạn ơi, may mắn. Ok, rồi bên dưới đây nó cũng có một cái beacon nè. Mình sẽ xuống lấy cái này luôn. Cái này là chúng ta mai này dùng để chế tạo đồ được. Đập ra, ok, lấy nó luôn. Mình sẽ vứt cái gì đây ta? Mình sẽ đội cái mũ của baby lên. Rồi đó, mình sẽ lấy cái beacon. Rồi, có sắt nữa nè, mình sẽ lấy sắt luôn. Rồi ok, viên cuối cùng. Đó. Quá trời đồ ngon luôn các bạn ơi. Rồi ok, cái lớp kim lắp tiếp theo nào. Đặt ở đây và đập ra. Lại là hoa, sao đưa tôi hoa hoài vậy? Tôi đâu cần hoa đâu. Đập tiếp. Đá đỏ hả? Cái này cũng chưa cần lắm. Mai này lấy sau, full đồ rồi. Đập tiếp. Bụp. Một bình thuốc. Ôi. Thuốc này là thuốc hero nè. Thuốc này là thuốc tăng rất là nhiều sức mạnh luôn á. Ok ok rồi, để mình lượm mới được. Mình sẽ đổi cái này ra thành vàng đi. Rồi mình sẽ lượm nó. Rồi ok, mình đã được một cái thuốc super hero. Trời ơi là trời, coi kìa, quá trời thứ luôn. Chống lửa nè, tốc độ nè, đào nhanh nè, sức mạnh nè, hồi máu nè, quá trời luôn. Trời ơi là trời, cái này coi bộ hơi bị mạnh đó nha. Rồi tiếp nào. Rồi để xem coi. Rồi để xem coi. Trời ơi mấy bạn ơi, chết tôi rồi. Trời ơi là trời, khổ ghê luôn á. Đập cái lúc kịp lóc nó nổ cái bùm cái chết queo luôn. Đồ đâu ta? Ở đây đồ đây. Trời ơi đồ của tôi chết queo luôn à. Rơi hết đồ luôn rồi. Trời ơi, lượm lại mới được. Đồ của tôi. Lượm lại. Bao nhiêu đồ quý của tôi bây giờ bể hết trơn rồi. Trời ơi là trời. Không biết còn lượm đầy đủ không đây. Đây vũ khí đâu nè. Trời ơi, được rồi, vứt cái gì đây. Vứt hết mấy đồ mà mình không cần thiết ra đi. Rồi, lượm lại mấy cái đồ này. Lúc kịp lắp nữa nè. Mình sẽ vứt cái đá này ra. Lượm lúc kịp lắp nè. Rồi còn gì nữa không ta. Full chưa, đủ chưa ta. Mình thấy nó hơi, hình như là hơi bị mất ít đồ thì phải. Thôi kệ chứ không sao đâu. Rồi đập tiếp. Cầu mong lần này là sẽ không nổ nữa nha. Hey. Thấy chưa. Mình mới vừa gặp xui xẻo xong bây giờ nó lại cho mình may mắn nè. Mình lại được thêm vàng nữa rồi. Thêm sắt nữa rồi. Quá xịn. Phun đồ bạn ơi, phun đồ rồi. Mình sẽ vứt mấy cái này ra. Mình lượm mấy cái vàng đồ nè. Mấy cái vàng này mới cần thiết nè. Đó. Rồi ok. Lúc kịp lắp cuối cùng. Hy vọng cái lúc kịp lắp cuối cùng này sẽ cho chúng ta cái gì mạnh hơn. Cha. Rồi xong. Rồi mấy cái này không cần luôn, đi về. Ok bạn ơi, thì trong lần đập lúc kịp lắp này chúng ta đã kiếm được gọi là khá rất là nhiều đồ rồi. Trong đó là có vàng và sắt rất là nhiều. Ok, nói chung thì cũng được, không sao cả, vẫn lời. Ok, giờ chúng ta về nhà xem coi con rồng Ender của chúng ta gọi là nó đã nở chưa nha mấy bạn. Mình đứng từ dưới đây, mình nhảy lên thì mình thấy không thấy cái quả trứng rồng đâu hết mấy bạn ơi. Mình thấy được có một cái cánh của con gì đó kìa. Chắc chắn là nó đã nở rồi mấy bạn ơi. Để leo lên coi. Ui, Ender Dragon.
Rồng Ender chúng ta đã nở rồi mấy bạn ơi. Yeah. Quá xịn, quá xịn. Ờ, đi đâu vậy, đi đâu vậy? Ơi con, bình tĩnh. Đừng nhảy lầu tự tử nha. Mày nhảy xuống đó là mày chết đó. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đi vô, đi vô. À, rồi xong. Tính ra mình tính cản nó lại sao tự nhiên mình nhảy xuống luôn rồi. Ok, đi đi vô lại, vô lại. Ê, đừng chạy, đừng chạy, đừng chạy con ơi, đừng chạy, đừng chạy. Ủa? Hai con này nó đang quấn quýt bên nhau. Ồ, hình như cái con này nó tưởng con này là mẹ của nó sao các bạn ơi. Rồi ok rồi, để mình đào cái hố mình chôn nó. Ê, lộn nhầm, mình đào cái hố để mình giữ nó lại, mình không cho nó chạy. Ok, đào 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 đào. Đào ra, đào ra. Rồi đi xuống dưới con. Đừng chạy đâu hết nha. Xuống dưới đi, xuống dưới đi. Xuống dưới, xuống dưới. Rồi ok. À, mấy bạn ơi, chúng ta đã được thêm một bé rồng Ender nữa rồi. À, bé rồng này coi bộ gọi là hơi bị đẹp nha. À, mà mình nghe nói là rồng Ender sẽ mạnh hơn rồng nước, không biết mạnh hơn chỗ nào ta. À, thôi kệ đi. Nói chung là bây giờ mình cũng đã được thêm một bé rồng Ender rồi. Và trong những tập sau chắc chắn là chúng ta sẽ còn được thêm nhiều những bé rồng khác nữa. À, bởi vì là mình đã có hai con rồng, mình sẽ cho nó đẻ trứng. Thì sau khi bọn nó đẻ trứng thì mình sẽ có thêm trứng và chúng ta sẽ ấp được thêm nhiều con rồng hơn nữa. Tạo ra cả trăm con rồng luôn cũng được nữa, chứ đừng nói là một hai con rồng. Đúng không nào? Ok, và mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã dài lắm rồi. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên là để lại cho mình một like, một share và nhấn mình nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong Team Hero để đăng ký hội cho các thành viên của Team Hero đó nha. Hãy đăng ký ủng hộ cho mình mau mau đạt lên được 1 triệu subscribe nha các bạn. Ok, bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Bye bye. Yêu anh em phải nồi. Tạm biệt.